còn sóng gió trong cuộc đời đầy thương đau. Em lòng người sâu xa ai có hay, cho ngày mai tìm lại nhau bao nhớ thương, làm sao ta sống thiếu em. Người hãy xóa hết bao buồn đau, người dấu nước mắt ân tình sâu, một đời nồng nàn ta bên nhau. Em người là nỗi nhớ trong đời ta biết không, biết không. Em người là hạnh phúc trong ước mơ mãi yêu nhau, tìm lại nhau bao nhớ thương, làm sao anh sống thiếu em. Người hãy xóa hết bao buồn đau, người dấu nước mắt ân tình sâu, một đời nồng nàn ta bên nhau. Em người là nỗi nhớ trong đời ta biết không, em người là hạnh phúc trong ước mơ. Chào anh Phát. Ngồi đi. Ngồi đi, ngại gì? Ok, uống đi. Yeah. Thú thiệt với anh, từ nào tới giờ tôi chưa uống loại trà nào mà thơm ngon đậm đà như vậy. Anh tới đây có chuyện gì? Thì tôi muốn hỏi anh định khi nào sẽ tiến hành lễ cưới cho hai đứa nó? Tôi nghe cháu Thủy Trúc không đồng ý mà. Nó là con gái nhút nhát e thẹn, lúc đầu nghe tới chuyện lấy chồng là nó cứ giãy nảy không chịu. Nhưng lúc gần đây thấy cậu Tuyền là người đàn ông hào hoa, tài giỏi, tốt bụng, nó đã siêu lòng. Nó đã thú nhận điều này và nó đã gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá. Nhưng không bao lâu nữa thằng Tuyền đi tu nghiệp ở Nhật, cháu Thủy Trúc có thể chờ ngày nó trở về được không? Dạ được, chúng tôi có thể chờ mấy tháng, một năm cũng được. Nó phải có sự nghiệp để lo cho vợ con gia đình khi nó trở về. Dạ, anh dạ chí phải. Cho nên tôi đã dặn, chừng nào thành tài hãy về. Có thể 10 năm hay 20 năm cũng không sao. Anh thấy tôi nói đúng không? Dạ đúng. Nhưng... Nhưng làm sao? 10 năm, 20 năm thằng Tuyền trở về, tôi sợ không còn là thằng Tuyền bây giờ nữa. Với lại con gái tôi cũng trở thành bà già mất rồi. Nếu tụi nó thương nhau thì tuổi tác đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm của tụi nó. Còn nếu thằng Tuyền trở về mà không còn tình cảm thì con gái tôi phải mất 20 năm tuổi xuân sao anh Phát? Ý của tôi là... Anh cứ nói. Ý của tôi là trước khi thằng Tuyền đi tu nghiệp ở Nhật, anh nên cho tụi nó làm lễ đính hôn trước, để đứa đi biết mình có vợ và đứa ở lại biết phận mình đã có chồng. Mỗi tháng thằng Tuyền gửi chút tiền về nuôi vợ, coi như là một cách để cột chân vợ mình. Ý anh thì cũng hay, nhưng tôi thật không muốn cho thằng con tôi bị vướng bận về tình cảm tiền bạc trong lúc nó học nghề. Mong anh thông cảm. Anh nói vậy là... Ủa, anh Phúc. Thủy Trúc đi đâu vậy? Tới nhà anh. Để làm gì? Để xin lỗi Thím Diệp. Vụ gì? Hôm trước Thím Diệp có mang sinh lễ tới, nhưng ba em... À, cái vụ đó má tôi quên rồi. Má đang hỏi cho tôi đám mới. Vậy anh có đồng ý không? Bị cưới hụt nhiều lần rồi, không lẽ tôi không đồng ý? Má tôi chửi chết. Ba em cũng chửi, nhưng mà em... Đám cưới tụi tôi, Thủy Trúc nhớ tới dự nghe. Ừ.
gì mà khóc? Ai kêu anh? Anh đám cưới với người khác. Giỡn chút mà, chưa cưới em, làm sao anh cưới người khác? Em đang buồn mà anh tỉnh như không á. Anh tỉnh là vì anh tin em, anh tin mình, anh tin tình cảm của chúng ta. Anh vui vì anh sắp ký một hợp đồng lớn ở Sài Gòn. Em đi với anh nha. Để em đóng cửa tiệm lại đã. Xe sao vậy anh? Xe mua lại của người ta nên thường dở chứng vậy đó. Em ôm eo anh thật chặt là không sao đâu. Dạ. Hình như anh muốn ra về. Tôi cũng thấy mệt mỏi. Hôm nào khỏe mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nghe anh Hùng. Chào anh. Anh Phát, anh còn chuyện gì cần nói? Thú thiệt với anh, tôi đang cần một số tiền. Tiền? Rồi sao? Bà vợ tôi lén lấy giấy tờ nhà để thế chấp chủ nợ. Tôi cần 60.000 để chuộc lại. Anh nghĩ sao mà nói chuyện này với tôi? Tôi nghĩ số muộn gì, tôi với anh cũng là xu gia, và chỉ có anh mới giúp được tôi lúc này thôi. Nhà anh, nhà tôi chưa có gì để ràng buộc nhau. Thằng Tuyền tính nó khó chịu lắm. Nếu nó biết ai đem con gái ra để moi tiền nó rất là khinh rẻ. Không phải tôi đem con gái ra để làm tiền nhà anh, nhưng tai họa ập tới bất ngờ quá. Không có tiền, căn nhà tôi sẽ bị xiết. Tôi cầu xin anh mà. Thôi được, 60.000 không phải là số tiền nhỏ. Tiền mặt bây giờ không có sẵn, đợi mấy ngày thử xem sao. Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ quay lại. Em thấy Sài Gòn sao? Tới Sài Gòn, em thấy mình ăn mặc quê mùa quá. Ăn mặc hippie thì có gì hay. Em coi, nó thay đổi liên tục. Con nhà giàu thì móc tiền cha mẹ, đứa nghèo mà đua đòi thì móc tiền của người khác. Em nên hãnh diện vì bộ đồ mà em cho là quê mùa đi, bởi vì đối với anh nó rất đẹp. Thiệt chị hả anh Phúc? Còn em thấy anh ăn mặc có cù lần không? Có cù lần chút chút, nhưng gặp anh em không để ý tới quần áo, em chỉ để ý tới những gì anh nói. Còn anh, hãy gặp em, anh để ý đủ thứ, nhưng không thấy gì ngoài giọng nói của em hết. Chào anh. Mời anh chị ngồi. Anh chị thật đúng giờ. Tôi rất sợ người ta đến trễ, nên cũng biết người khác cũng không thích như vậy, riết rồi cũng thành thói quen. Một thói quen rất cần thiết trong kinh doanh. Anh xem đi. Anh cần tôi coi gì trong tờ báo? Tin tức nóng bỏng từ chiến trường Hạ Lào. Để làm gì hả anh Cường? Lính quốc gia bị đưa qua Hạ Lào rất nhiều. Ở đó đang đụng độ ác liệt. Nhiều quan tài, phủ cờ vàng ba sọc đỏ được chuyển về Sài Gòn ngày một nhiều hơn. Xin lỗi anh Cường, tôi không quan tâm tới tình hình chiến sự nhiều lắm. Hiện tại tôi lo làm ăn. Chỉ có làm ăn giỏi mới thay đổi cuộc sống tốt hơn, chứ không phải chiến tranh. Nhưng sự thăng trầm của việc làm ăn, nó gắn liền với thời cuộc xã hội. Anh không thể tách rời nó ra được đâu. Tôi chỉ mong sớm hòa bình để mình yên ổn làm ăn. Nhưng có người lại thích chiến tranh kéo dài. Đầu óc của những người đó có vấn đề hả? Trái lại họ rất tinh khôn, bởi vì họ làm giàu bằng chiến tranh, như những kẻ bán vũ khí, bán xác lính. Anh nói bán xác lính là sao? Một số tướng tá được hưởng tiền tử tính trên mỗi đầu lính. Lính chết càng nhiều, họ càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng xin lỗi anh Cường, tất cả những việc đó có dính dáng gì tới việc ký hợp đồng giữa cơ sở tôi và công ty của anh? Bên Hạ Lào, chiến tranh đang nổ ra, nhà cửa dân chúng bị đổ nát hư hao, nên các vật dụng gia đình trở nên khan hiếm. Mà khan hiếm là giá cả tăng vọt. Đồ kiểu Nhật thì không hợp với túi tiền của họ rồi. Đồ gốm ở cơ sở của anh là thích hợp nhất. Chuyến này tôi ký hợp đồng với anh
là để chuyển qua bển. Trời ơi, thì ra nãy giờ nói vòng quanh về chiến sự ở Hạ Lào để nói đến sự cần thiết của đồ gốm cơ sở tôi. Anh không sợ tăng giá à? Vậy anh tính tăng giá thế nào? Giá cả không thay đổi. Chú Vĩnh và chú Ba Cư có nói nhiều về phong cách làm ăn của anh. Quả thật đúng như vậy. Tôi nói vòng quanh nãy giờ cốt để tìm hiểu người hợp tác với mình xem là người thế nào. Qua đây tôi cũng rút ra được một điều hay về một con người sành tâm lý. Không tâm lý lắm đâu, lo nói chuyện với anh mà quên rót nước mời chị nhà. Ủa, hai người chưa phải là vợ chồng à? Tụi tôi sắp làm đám cưới. Phải vậy chứ. Chừng nào? Chừng nào tới tụi tôi sẽ gửi thiệp cho anh. Tôi chờ uống rượu mừng của hai anh chị đó. Tôi sẽ chuẩn bị một bao lì xì thật lớn. Còn bây giờ anh xem bản hợp đồng, chỗ nào chưa đồng ý thì anh cứ nói, tôi sẽ sửa lại. Còn nếu đồng ý thì ký tên vào đây, mỗi bên giữ một bản. 1000 kiện hàng chứ không phải 100 kiện hả anh Cường? 31 tay lấy hàng được không? Được, chúng tôi sẽ tận lực hoàn thành trước 31 tay tháng này. Tốt, tôi sẽ đưa xe cam nhông đến tận chỗ lấy hàng. Hồi nãy ngồi yên một chỗ em có thấy khó chịu không? Em nghe anh nói chuyện mà sao khó chịu được. Không ngờ anh khác trước nhiều quá. Vì chuyện làm ăn hả? Anh nói chuyện khéo hơn. Và người lớn họ rất nể trọng anh. Anh cũng thành người lớn rồi. Nay mai có vợ, anh sẽ là người lớn thiệt lớn luôn. Sao anh mạnh miệng vậy? Em sợ nếu không đúng sự thật họ sẽ cười tụi mình hả? Em đừng lo, anh nói thiệt mà. Anh nói sự thật, nhưng ba em cứ chờ xính lễ bên Hào Phát. Chắc không có chuyện đó đâu. Sao anh biết? Anh nghe khách hàng nói thằng Tuyền sắp đi Nhật rồi. Chú Hùng có ghé nhà ông Hào Phát mấy lần. Đúng rồi, lần nào về ba em cũng buồn rầu. Vậy là mình thoát được một nạn rồi. Ý anh là bên Hào Phát không có ý định cưới em cho ông Tuyền nữa phải không? Nhà em xảy ra chuyện gì hả? Chẳng hạn như công việc làm ăn, tiền bạc. Em cứ nói thiệt cho anh biết đi. Ông Quang gạt cô Mẫn lấy vàng với chiếc xe. Còn dì Phấn cầm giấy tờ nhà cho bà Kim. Ba em không nói ra, nhưng em biết ba đang rầu dữ lắm. Biết đâu cái rầu của ba em lại nở ra hạnh phúc cho tụi mình. Tắp vô. Thì ra mày, từ xa tao tưởng con vật lạ nào lạc trong rừng ra. Mày nhìn xa cũng giống con người lắm. Còn tới gần, tránh đường cho tao đi. Sài Gòn không thích hợp những con người đất đá như mày đâu. Anh Phúc lên đây là để ký hợp đồng làm ăn. Thủy Trúc bị thế dụ rồi. Nhìn cái quần tây đó, đồ cổ từ thằng Thủy Hoàng. Thủy Trúc à, đó. Xuống chiếc xe cà tàng của nó đi. Tôi mời Thủy Trúc đến nhà hàng Mắc Xem uống nước. Tôi không quen tới mấy chỗ đó. Thì đi một lần cho biết. Chưa làm ra tiền mà ham tới chỗ sang trọng chỉ sinh ra tật xấu. Một là về xòe tay mở tủ tiền của cha mẹ, nếu không có lại móc túi của người khác, chứ có hay gì đâu. Thi, mình đi anh Phúc. Ở gần đây có gánh bún thịt nướng rất ngon giá rẻ, mình tới đó ăn nghe. Dạ. Chuẩn bị quần áo cho tử tế một chút để dự đám cưới của tụi tao nghe Thi. Ủa, mày nói con Thủy Trúc là người của mày, sao giờ mày để cho nó đi với thằng cù lần kia? Rồi bây giờ tụi nó lại sắp lấy nhau nữa kìa. Cười cái gì mà cười? Nó chọc tức tao á, sẽ không có đám cưới của thằng cụ lần nữa đâu. Để mày coi, nếu có đám cưới sẽ là đám cưới của tao với Thủy Trúc. Mày cưới Thủy Trúc à? Còn con Đào con Dân thì mày để cho ai xơi? Hay là mày xớt cho tao một trong hai con đi? Con Đào con Dân tao lấy làm vợ bé. Nó chơi với mày thôi, tụi con gái chỉ là trò chơi, không lấy làm vợ. Con Thủy Trúc cũng vậy, lấy nó cho bỏ ghét, xài một thời gian rồi hất bỏ. Những gì mà thằng Thi ăn không được thì sẽ khuấy cho thôi. Anh Quang, anh Quang,
Gì? Gì nữa? Mệt quá. Bữa nay anh lên tòa soạn lãnh dùng bút đi. Hết rồi. Hôm qua lãnh rồi. Mời ông tổng biên tập đi nhậu. Còn làm thêm mấy chục nữa. Còn ghi số nợ quán kìa. Trời đất, anh cũng biết là em hết tiền mà. Em đừng có giấu anh nghe. Tiền em đem chôn chỉ là cục đất. Phải để ăn uống, nuôi người mới sinh lời. Nuôi người, người phải chịu khó làm mới sinh lời. Chứ để ăn uống không, tiền cũng biến thành đồ thải hết à. Nè, đừng có hỗn với tôi rồi nghe. Hỗn gì đâu, em nói thiệt, hết tiền rồi mà. Hết tiền mà dám bỏ nhà đi theo cái thằng khố rách. Anh đã cảnh báo trước với em rồi. Tình cảm thì anh dư giả lắm, nhưng mà tiền thì không có đâu. Phải tính kỹ. Liệu sống được thì mới đi theo chứ. Em cũng tính chứ. Người ta có khi trắng tay, có khi chỉ có một, hai chỉ vàng mà làm nên cơ nghiệp. Đằng này mang thêm 10 cây vàng, cũng muốn làm cái gì để tiền đẻ ra tiền, có cơ hội được kiếm sống. Vậy mà anh cứ bòn cứ rút, cứ hứa này hứa kia. Bây giờ 10 cây vàng cũng sạch bách rồi, sống bằng gì đây? Tôi không chịu trách nhiệm về sự nhẹ dạ của em. Em không đưa, tôi đâu có giết em. Chẳng qua là tôi tưởng em còn mang theo nhiều hơn nữa. Con người tôi cũng đáng giá hơn 10 cây vàng của em chứ. Tôi bị lừa, chứ tôi đâu có làm gì em đâu. Anh nói vậy mà nghe được hả? Được, rất được. Nhưng tạm ngừng ở đây. Tạm ngừng cái gì? Im. Không cãi lộn, không đánh lộn. Nếu không sống được nữa thì tạm chia tay. Hả? Chia tay? Anh muốn chia tay thiệt hả? Không, thiệt lòng là tôi không muốn. Anh vẫn thương em. Tới khi nào có tiền mình sum họp lại. Tới khi nào? Tùy em thôi. Trời sinh ra anh vậy đó. Anh là con ông trời, là người trời. Anh không biết những việc mình lặn lội kiếm ăn như người đời. Ai chấp nhận anh thì anh sẵn sàng chia sẻ khả năng trời cho của mình. Còn không nuôi nổi anh thì anh sẽ vi vu bay về trời. Tôi sống sao nổi đây hả ông trời? Cha anh còn không trả lời được, anh biết làm sao đây? Ông chủ đi Đà Lạt rồi. Trời, ông hẹn tôi bữa nay tới, sao nó đi là đi? Vậy chừng nào ông mới về chú? Chuyện đi đứng của ông chủ đừng có hỏi, biết được ông chửi cho đó. Cho tôi gặp cậu Tuyền. Cậu Tuyền đi làm giấy tờ rồi. Kìa, cô Lệ về kìa. Chuyện gì vậy Kiệt? Ông này ông tới đòi gặp ông chủ nè. Có gì mà ông tới gặp ba tôi hoài vậy? Ông muốn đặt hàng gì? Không phải tôi tới đặt hàng. Không đặt hàng thì ông tới đây làm gì? Hay là định ép gả con gái ông cho anh hai tôi? Nếu vậy thì tôi khuyên ông nên về đi. Anh hai tôi qua Nhật học, sinh sống lâu dài, cứ vợ sanh con bển. Ba cô có hẹn tôi tới đây. Ông nói rõ đi, ba tôi hẹn ông tới đây để làm gì? Ông Hồng Phát có hứa cho tôi 60 ngàn. À, chuyện đó thì tôi có nghe ba tôi nói lại. Sao? Anh Phát có giờ cô giải quyết hả? Ừ, ba tôi nói là ông nên quên 60 ngàn đó đi. Con gái ông còn chưa tới giá đó. Vài cọng tóc bạc trên đầu ông chỉ đổ được một cái chén thôi. Cô đừng có nói hổn. Cô đừng có khinh người quá đáng. Trước khi ông tới đây định xòe tay là ông tự khinh mình rồi. Bản thân ông tự coi rẻ thì ông có giá với ai? Kiệt à, sao mày để cho người ta vô đến tận đây vậy? Mất mát cái gì ai gánh nổi hả? Tôi không cho ông vô mà tự ông vô đó chứ. Thôi ông về giùm tôi đi. Ông nghe không? Tại ông mà tôi bị chửi đó. Thôi về, 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 về. Ủa, lại tối nào mà không lên tiếng, làm người ta giật mình. Thiết kế mẫu mới hả? À, lại coi thử. Có mấy mẫu mới nè, được không? Ngọc tính đưa cho anh Phúc đó. Mẫu này lạ mà đẹp. Giá mấy con chim hạt thiệt là hay. Không biết anh Phúc có hài lòng không ha?
Hình như Ngọc chỉ muốn là ông Phúc hài lòng thôi hả? Lại biết không, gần anh Phúc trò chuyện với ảnh, tự nhiên Ngọc bị cuốn vào công việc, bao nhiêu buồn bực tan biến mất. Ngọc nghĩ những gì anh Phúc hài lòng thì nhiều người sẽ hài lòng, như vậy công việc của Ngọc sẽ không dư thừa. Làm sao Ngọc là người dư thừa được? Sáng giờ ông Phúc ghé đây không? Ảnh có ghé qua đây rồi đi liền, hình như ảnh chạy đi lo công việc. Bữa nay cha ông đi gặp Thủy Trúc. Ngọc có biết tuần rồi má tôi đi hỏi cưới Thủy Trúc cho ông không? Rồi kết quả sao vậy Lợi? Bị ông Hùng từ chối. Nhưng anh Phúc anh nói sẽ đeo đuổi Thủy Trúc tới cùng. Ngọc đói bụng không? Hay là để Lợi ra tiệm kiếm chút gì ăn nghe. Đã quá 12 giờ rồi. Thôi khỏi, Ngọc có mua xôi rồi. Làm việc nhiều vậy, ăn xôi sao đủ sức. Thôi đi với Lợi đi. Lâu lắm Lợi mới mời, không lẽ Ngọc từ chối? Mày còn biết đường về đây hả? Vàng nhà mình còn nhiều, con chưa xài hết làm sao quên đường về nhà được. Quỷ sứ, vô tắm rửa rồi ăn cơm. Con có chuyện muốn nói với má nè. Đòi tiền ăn nhậu nữa hả? Thôi nghe, hồi sáng giờ bán mới có mấy chiếc nhẫn, lời không đủ đi chợ nữa. Nợ thì đòi hoài không có trả. Con mà tiếp tục đào nữa, má xuống lỗ cho coi. Con không có xin tiền. Có chuyện gì nói đại đi, má buồn ngủ quá rồi. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi má? Con tuổi mùi, con dê, 22 tuổi. Con dê này muốn lấy vợ được chưa má? Mày định cưới con Dân mất nết đó hả? Không phải con Dân, má làm gì trố mắt nhìn con dữ vậy? Năm ngoái má tính hỏi con lành cho con, mày dãy nảy lên như nước sôi đổ quần vậy đó. Rồi bây giờ mày đòi cưới vợ, má không ngạc nhiên sao được? Ai đời, má hỏi cho con đứa nhà quê xấu xí. Cưới nó để tụi bạn con cười thú mặt hả? Nó quê mùa cục mịch, nhưng nó hiền, nó khỏe mạnh, nó phụ việc nhà với má được. Nếu cần người giúp việc thì mướn một hai đứa đầy tớ là được, mắc gì phải cột con vô góc mù đó. Bây giờ con muốn cưới nhỏ nào? Thủy Trúc. Con Thủy Trúc? Con bà Phấn với ông Hùng tiệm thuốc bắc á hả? Má thấy sao? Nhỏ đó thì tao gật đầu, đẹp người đẹp nết. Nhưng má sợ nó không chịu con. Nhà mình giàu, có đứa con gái nào thấy tiền mà không động lòng. Con muốn bỏ tiền ra để mua một đám cưới đó hả? Con đừng có tưởng nhà mình giàu có nghe chưa. Bà Phấn còn đang thiếu nợ của má mà. Đứa nào nói cho con biết chuyện này? Con là người thừa kế của má, chuyện tiền bạc buôn bán con không biết, mới là thằng khờ. Ý con sao? Nếu họ chịu gả Thủy Trúc cho con, má sẽ không siết tiệm thuốc bắc và xóa nợ cho họ. Trời đất, không lẽ phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy hả? Con gái người ta không lẽ không đáng giá hơn mấy chục ngàn à? Sau là đám cưới về rồi, cái tiệm thuốc bắc má không cần siết nó cũng thuộc về con, má cũng tránh khỏi tiếng thất đức. Nhưng má thấy cưới vợ như vậy làm sao con hạnh phúc được? Con gái chảnh chẹ cỡ nào, lúc cưới về rồi thì thuyền theo lái, gái theo chồng, má lo gì? Cưới vợ rồi bỏ cái đám bạn ăn chơi cho ai? Ăn chơi riết rồi cũng chán. Không lẽ má không muốn con trở thành người tử tế à? Được rồi, má chịu ý con. Bằng 1000 chiếc hôn vào một là chị Kim ơi, có nhà không? Tôi đây. Ngồi đi chị Phấn. Ăn sáng chưa? Để tôi kêu tụi nó mua cho chị tôi hủ tiếu Nam Giang nha. Chị ăn mì gói, tôi đâu dám ăn hủ tiếu Nam Giang, coi kỳ quá à. Có gì đâu. Sáng sớm chị chưa mở hàng mà tôi tới đây, ngại quá à. Tôi cũng tính cho người kêu chị tới đó chứ. Chị cần gặp tôi có chuyện gì? Nợ nần, ổng hứa sẽ trả. Ngày mai là tới hạn, bên đó phải giao nhà cho tôi rồi. Mong chị... Chị đừng có lo lắng. Không phải là không có cách giải quyết êm đẹp. Ý chị làm sao? Tôi chưa rõ. Chị biết thằng Thi con tôi chứ. Quý tử của chị, ở khu này ai mà không biết. Nó muốn hỏi con Thủy Trúc làm vợ, chị thấy làm sao? Trời ơi, con Thủy Trúc mà lấy được cậu Thi là phước đức ba đời của nó đó.
Nhưng tôi sợ ổng với con Thủy Trúc. Tôi giao cho chị về thuyết phục hai cha con họ. Nếu được, tôi sẽ cho người mang lễ vật đến dạm hỏi liền. Con Thủy Trúc là con của bà lớn, tôi không có quyền bắt buộc nó. Chị về nói với cha con ổng, nếu đồng ý, tôi sẽ xóa phân nửa số nợ và không xiết cửa tiệm. Ổng á, đang xính dính về vụ tiền bạc. Tôi nghĩ ổng với con Thủy Trúc muốn từ chối cũng khó lắm. Nhưng mà trong vụ này tôi được lợi gì? Chị thoát nợ là sung sướng rồi. Bữa nay tôi tới đây sớm, chị cũng biết là tôi muốn gì rồi. Bữa nay mượn nhiêu nữa? 1.000 đồng. Chị cứ cộng thêm vô nợ của ổng. Tôi sẽ cho chị mượn thêm 1.000. Nhưng không có lần sau đâu nghe. Nhớ rồi. Nếu chị không thuyết phục được cha con Thủy Trúc, tôi sẽ cho người tới xiết nhà đó nghe. Dạ, tôi nhớ rồi. Tôi sẽ hết lòng tác hợp cho hai đứa. Thôi tôi về nghe chị. Ừ. Ăn mất ngon. Cô Mẫn. Thưa anh chị, em mới về. Sao không đi luôn đi? Mày về đi làm gì? Mày nói giỏi lắm mà. Đủ tiền đền chiếc xe cho tao chưa mà vác mặt gì đây? Nhà này không còn gì để mà vác đưa cho thằng chó đẻ đó đâu. Thưa ba, cô Mẫn đã khổ nhiều rồi. Ba đừng nặng lời với cô Mẫn nữa. Cho nó biết cái thân. Túi không tiền, không có cô Mai nào chịu chứa hết á. Thất tình hả? Cạo đầu đi, ông bà già mà sống lại sẽ bôi vôi, thả trôi xong chứ ở đó cho bà về. Ba nói nặng vậy, không sợ cô Mẫn quẫn trí hay sao? Quẫn trí thì có gì không tốt. Tao đây cũng muốn điên lên để quên hết mọi chuyện nè. Bớt giận, ăn cơm đi ông. Mai họ tới xiết nhà rồi, mấy người chỉ biết lỗ ăn. Ăn đi rồi mai xách gói ra đường. Chuyện đâu đến nỗi, còn cách tính mà. Cách gì bà nói? Bà Kim á, bà bàn với tôi, nếu mình đồng ý, bà sẽ xóa phần nửa số nợ và không xiết nhà. Đồng ý chuyện gì? Bà Kim á, định hỏi Thủy Trúc cho thằng Thi. Thằng Thi là cái thằng lông bông lang bang, tối ngày phóng xe qua đây đó hả? Bà Kim bà nói á, thằng Thi nó hứa nếu cưới vợ rồi, nó không ham chơi nữa, mà lo làm ăn. Bà Kim bà hứa là sẽ giao tiệm vàng cho hai vợ chồng nó coi. Dì nói với bà Kim là ba và con không đồng ý lấy một đứa không ra gì đâu. Nếu con không chịu, nhà mình sẽ mất hết. Con tin lời dì, nghe lời bà đi con. Bà nói khơi khơi thì lấy gì làm chắc? Bà nói là làm, nếu mình không tin, thì có thể kêu bà ghi ra tờ giấy, rồi hai bên cùng ký tên. Ba có ý định gả con để trừ nợ hả? Không, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Ngồi xuống, nghe bà nói này Thủy Trúc. Bà nói đi. Nói thiệt với con, bà hết cách rồi. Mấy hôm trước, bà đến mượn tiền Hào Phát, nhưng họ làm nhục ba. Bà hứa với bà Kim, nhưng hứa chỉ hứa thôi. Hào Phát nuốt lời, bà không biết dựa vào ai. Nếu căn nhà này là nhà ông nội con để lại bị mất đi, bà chết không nhắm mắt đâu Thủy Trúc à. Nhưng con và anh Phúc hứa sẽ lấy nhau rồi mà ba. Nó nói nó thương con, nhưng trong lúc này, nó có cứu gia đình mình qua khỏi tai nạn không? Anh nói là có cách. Cách nào? Nó có gì ngoài mấy cái chén dĩa đó chứ? Anh đang ký hợp đồng với mối hàng lớn. Vậy thì sao? Dù nó có đủ 50-60 ngàn, chẳng lẽ nó vì con vất cả gia tài để trả nợ cho ba, để gia đình hốt cháo à? Gia đình nó khu làng ốm, sẽ nguyền rủa con là kẻ phá hoại nhà nó. Tại bà đó. Trời ơi, từ hồi nào tới giờ ông cũng đâu có muốn cho nó lấy thằng Phúc mà.
Bị ba chửi oan gì cô hả? Tội nghiệp. Cô xin lỗi nha. Không phải chuyện cô. Con không thể lấy người con không thương được. Vậy con giống cô rồi. Chắc con cũng ế tới già. Cũng bất hạnh như cô quá. Sao mà con giống cô được? Cái ông quan của cô làm sao so sánh được với hạnh phúc của con? Không ai hiểu anh quan bằng cô hết. Đó là một người tài. Có tài đi với có tai chứ gì. Bộ mày với thằng Phúc của mày không có tai hả? Con không biết làm sao để ba con từ bỏ cái ý định gả con cho thằng Thi. Chắc thằng Thi này có nhiều tiền lắm, nên ba mày mới muốn gả mày, phải không? Dạ, nhưng mà... Hay là mày cứ lấy đại nó đi. Thằng đàn ông phải có nhiều tiền mới có hạnh phúc dài lâu. Cô nữa, sao cô dám đi theo cái ông quan khố rách đó mà lại khuyên con? Vì ảnh khố rách nên cô mới phải trở về đây. Chứ không thì cô đang ở trên thiên đường rồi. Hả? Con không hiểu. Bộ sướng quá cô với ổng chết hay sao? Mày khùng quá. Tao nói thiên đường đó không phải là nơi người chết ở đâu, là thiên đường tình ái đó. Con khùng thiệt. Con nghĩ cái ông quan đó của cô có chết cũng làm sao lên được thiên đường. Có khi Diêm Như phải mở thêm tầng địa ngục thứ 8 để chứa ổng. Mày á, đừng rủa ảnh làm cô thấy tội nghiệp, càng thương ảnh thêm. Bộ ghế mới, cô thư ký ngồi khai trương đi. Anh Phúc về chưa? Ngọc quan tâm tới ông Phúc quá hả? Phải quan tâm tới người phát lương cho mình chứ Lợi. Sắp tới, Lợi mới chính là người phát lương cho Ngọc. Yên tâm đi, đi đâu làm gì, anh cũng không quên giờ cơm đâu. À quên, từ nãy giờ Lợi nói chuyện mà quên nữa. Quên chuyện gì? Má Lợi kêu Ngọc qua nhà phụ bếp. Vậy hả? Ngoài bển mau lên đi Lợi, không thôi thím Diệp rầy chết. Nước sôi rồi đó thím. Mày lo nồi canh chua giùm thím đi Ngọc. Dạ, thím để con. Anh Phúc thích ăn món gì vậy thím? Hồi sáng đi công chuyện gấp vậy đó, mà nó còn quay lại nói nhỏ, dặn thím ở nhà nấu canh chua có kho tiêu cho nó. Anh Phúc thích cải xào thịt bò hả thím? À, món đó nó thích lắm. Mai mốt thím có cô con dâu giỏi việc nhà, thím sẽ đỡ cực hơn. Muốn lắm chứ, nhưng ông trời chưa cho. Thím chưa dạ mà hỏi, sao biết ông trời chưa cho? Có hỏi rồi, nhưng bị từ chối. Ai vậy thím? Sự việc xảy ra, thím cũng không ngờ. Thím nói mày nghe, mày đừng có nói lại cho thằng Phúc nha. Hôm trước á, thím hỏi cưới con Thủy Trúc cho nó, nhưng ông Hùng ba của nó đuổi thím về. Lúc bước ra ngoài, người ta dòm, người ta cười ngạo. Cái mặt thím lúc đó không biết cất vô đâu nữa. Không được đám này thì còn đám khác. Anh Phúc mạnh khỏe siêng năng, lo gì không lấy được vợ. Mày nói đúng á. Thím nghĩ tay chỉ giùm con cách xào cải để con làm thử nha. Cải xào á, đừng có để chín quá. Cải còn độ giòn, mày bỏ thịt bò vô xào. Thịt vừa chín tới, mày bắt xuống, rồi rắc hành lên, bỏ tiêu vô. Trời, nồi canh chua ngon quá, món khoái khẩu của Lợi đó. Ăn tái ngon hơn. Nhưng mà Lợi chưa rửa tay. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu. Bữa nay khách hàng nhiều sao mà vui vẻ vậy Lợi? Gian phòng mới xong rồi đó má. Ăn cơm xong mới qua xong đất lấy hên nghe má. À.
có tiếng xe Hằng Phúc về kìa. Cái này của ai vậy Lợi? Của ông Phúc á. Cho Ngọc mượn ca nước. Ủa, Ngọc làm má gì vậy? Để tôi tự làm được mà Ngọc. Lợi nghĩ Ngọc nên nhiều việc này cho vợ tương lai của anh thì đúng hơn. Sẵn ở đây Ngọc làm giùm cho anh Phúc luôn. Có gì đâu mà Lợi nghĩ xa xôi vậy. Thôi má dọn cơm lên ăn đi, con còn phải đi công chuyện nữa. Bữa nay má nấu canh chua ngon quá. Ngọc nó nấu đó. Trời, không ngờ Ngọc nấu ăn ngon quá. Anh chàng nào mà cưới được Ngọc coi như có phước ba đời nha. Anh đừng chọc quê em nữa, thím Diệp dạy em làm đó. Bộ má nói Ngọc con thích ăn cải xào hả? Má có nói hai đứa bay đều thích. Hèn chi, Ngọc xào không thui gì má. Cảm ơn Ngọc nhiều nghe. Ăn thêm một miếng. Chào thím. À Phúc à, hồi sáng có chú Ba Cư đến đặt hàng. Chú Ba Cư đặt bao nhiêu kiện hàng, loại nào? Ông rất thích mẫu bình bông mới. Mẫu nào? Mẫu mà Ngọc mới ra, có hình cánh chim hạc bay đó. Ngọc giỏi quá ha. Tao ghét ai đăng cơm mà cứ nói chuyện làm ăn. Ăn xong bữa cơm rồi muốn làm gì thì làm. Ngồi xuống ăn đi xin. Dạ con ăn nhà rồi thím. Con xin phép má. Con xin phép thím. Ngọc đi. Em còn phải dọn dẹp rửa chén. Lợi phụ má đi. Gì kỳ vậy? Mấy người lo chuyện lớn, để tôi làm việc phụ nữ là sao? Mấy người nghĩ tôi là ai vậy? Thôi thôi, tụi bay đi lo công chuyện hết đi. Để mâm cơm này bà già ăn một mình làm một mình được rồi. Má đừng buồn. Con đã ký kết với số lượng hàng lớn. Con rất nôn nóng có những mẫu mã mới để có thể cạnh tranh với những lò lớn. Con nghĩ má sẽ rất vui. Thì má đâu có buồn gì đâu. Má đừng nhăn mặt nữa. Bà đang cười kìa. Má cũng phải cười mới được. Thằng quỷ, lấy bà mày ra để bắt má cười hả? Rồi hai đứa đi đi. Đi Ngọc. Dạ. Phụ dọn dẹp giùm. Mai Ngọc nấu món khác ngon hơn cho lại ăn nha. Chưa nấu chưa ăn sẽ biết ngon. Chờ đó. Thưa thím con đi. Ừ. Đi. Ăn đi. Ăn thì ăn làm gì má la con vậy? Chán quá, ăn không thấy ngon nữa. Ngọc nó nấu chắc chưa quen. Vậy mà nãy tụi bé khen tới tấp. Tao tưởng nó nấu ngon thiệt chứ. Đi quên, đâu có má. Ngọc nó ngon thiệt chứ bộ. Mày thiệt là con nít à. Phúc, mày thấy được không? Mẫu này tao với Ngọc cùng làm. Mấy mẫu này chú Ba Cư đã coi qua chưa? Chú Ba Cư chịu lắm. Những mẫu còn lại anh Phúc coi được cái nào? Mình trang trí hình con rồng Việt, nhưng không thể sao chép những lối vẽ thông thường, mà phải tạo ra những nét đặc biệt của Phúc sinh. Hình như anh Phúc có mẫu phát họa trong đầu rồi phải không? Nếu không tạo được những nét riêng thì hàng mình sẽ bị lẫn lộn với hàng khác. Như vậy sẽ rất khó cạnh tranh. Em tin rằng mẫu đợt này ra sẽ rất đẹp. Đây chỉ là hình vẽ trên giấy. Hy vọng là khi làm màu trên men, mẫu này sẽ sang lắm. Sao vậy? Chắc là Ngọc trúng thật rồi. Để tôi đi mua thuốc nghe. Em cảm thấy khó chịu. Không sao đâu. Chỉ một đáng là khỏi thôi. Không cần mua thuốc đâu anh Phúc. Nếu Ngọc không khỏe thì đi nghỉ đi. Em không sao đâu. Mình vẽ tiếp đi hai anh. Chắc là đau bao tử rồi. Nghỉ tay đi, đừng cố gắng quá, bệnh sẽ nặng hơn đó. Anh Phúc cho em về nhà được không? Có gì đâu mà không được. Xin nè, mày về sau nghe. Ừ. Anh xin khóa cửa giùm em. Ngọc về nghỉ sớm nha. Dạ. Phải vậy không? Giờ này mà thằng Phúc còn chở con Ngọc đi đâu nữa? Tình cảm của tụi nó chín mùi rồi. Hèn chi, nó không chịu con Hồng với con Liên.
Cảm ơn anh Phúc. Bạn bè làm gì khách sáo vậy? Ngọc giúp tôi làm sổ sách hàng ngày, chẳng lẽ tôi phải cảm ơn Ngọc hàng ngày hay sao? Tại em quen rồi. Anh Phúc vô nhà uống nước. Chắc tới giờ bà Tư đi ngủ rồi. Vô sợ phiền bà Tư. Tôi cũng phải về thử nghiệm lại mẫu vẽ hồi nãy. Cho tôi gửi lời thăm ông bà Tư. Hôm nào rảnh tôi rủ cả nhóm đến đây chơi, ăn chực một bữa. Về như cẩn thận nha anh Phúc. Đường đã trải nhựa dễ đi rồi. Lo uống thuốc hết bệnh để mau trở lại làm việc nghe Ngọc. Mai em đi làm mà. Anh yên tâm đi. Chị Ngọc. Ủa ba, tới đây hồi nào vậy? Em tới mấy bữa rồi chị. Bà Tư còn thức không? Bà Tư mong chị mấy bữa nay đó. Thưa bà Tư, con mới về. Bộ bà Tư giận con à? Biết đường mò về đây rồi hả? Hôm nay tụi bay đi đâu mà không nói với tao một tiếng? Làm tao trong đứng trong ngồi vậy hả? Con có lỗi với bà Tư. Tại vì con... Tao sợ tụi bay gặp chuyện buồn, quẩn trí, rồi làm chuyện dại dột. Hôm rảy đi đâu? Rồi ở đâu? Dạ, con tới là gớm của anh Phúc làm việc. Ừ, thì ra là vậy. Hồi nãy ai chở bay về vậy? Dạ, anh Phúc. Thằng Phúc á, là đứa đàng hoàng. Bay quen với nó cũng tốt thôi. Nhưng sao nó không vô đây thưa thiệt với tao một tiếng? Bà Tư hiểu lầm rồi. Con với ảnh chỉ là bạn bè. Con chỉ nhờ ảnh chở về thôi mà. Hổm rài con làm thư ký cho lò gớm của ảnh. Bộ nó lên làm chủ rồi hả? Chàng ơi, cái thằng này nó giỏi thiệt. Hồi nãy ảnh định ghé vô chào bà Tư, nhưng sợ phá giấc ngủ của bà Tư. Đây là tiền lương tháng này của con. Sao nhiều vậy? Tiền này á, tao giữ dùng cho bay. Khi nào cần thì về lấy. Con có giữ lại chút ít dằn túi rồi. Tiền này bà Tư cần gì cứ mua. Con ở nhà anh Phúc, ai cũng đối xử tốt với con hết. Tốt á, bằng vợ chồng 6 tỷ ngày xưa không? Không thể so sánh như vậy đâu bà Tư. Nói vậy là về thăm nhà rồi bay trở lại lò gốm hả? Con về ngủ một đêm ở nhà, mai con mới trở lại chỗ làm. Bay có chỗ làm đàng hoàng thì tao cũng yên bụng rồi. An ơi. Dạ. Dọn cơm cho chị con ăn nè. Dạ. Con no rồi bà Tư. Có con bé An ở đây con cũng đỡ lo. Đang làm việc nghĩ tới bà Tư, lỡ bệnh hoạn không có ai chăm sóc, con không thể làm việc được. Nghe ta nói bay bỏ đi, con ba gửi bé An tới đây để cho con người hữu hỷ với tao. Ủa, cô ba được thả rồi bà Tư? Ủa, sao lúc này mày đản trí vậy Ngọc? Con ba nó được thả trước mẫu thân, mày quên rồi hả? Lâu quá con không gặp cô ba. Ba An. Dạ. Lại đây chị nói nghe. Chị cho em để dành ăn sáng. Dạ, mỗi sáng em ăn cơm nguội chứ không ăn hàng. Mỗi tháng chị sẽ cho em mấy chục đồng. Nếu không ăn hàng thì để dành mai mốt tụ trường mua tập viết. Lâu lâu ra chợ mua xà bông, kẹp, để dành xài cho có với người ta. Chị bay cho thì bay cứ nhận đi. Dạ, em cảm ơn chị Ngọc. Tình trạng thai nhi rất tốt, Ngọc đừng quá lo. Cảm ơn Thủy Trúc. Hôm nay Ngọc đi đâu mà tôi ghé nhà hai ba bận cũng không gặp. Bà Tư cũng không biết Ngọc đi đâu. Hình như Ngọc đang sống với ba của đứa nhỏ phải không? Đang ở lò gốm nhà anh Phúc. Tôi làm thư ký cho ảnh, công việc nhiều quá, có khi phải thức cả đêm để cùng ảnh nghiên cứu mẫu thiết kế mới, nên phải ở lại đẳng. Gia đình anh Phúc đối xử với Ngọc ra sao? Chắc là chăm sóc chu đáo lắm phải không? Ai cũng đối xử tốt với tôi, nhất là anh Phúc.
Anh Phúc có hay tin bào thai mà Ngọc đang mang chưa? Ngọc à, tôi hỏi thiệt, Ngọc cũng trả lời thiệt lòng nha. Trúc hỏi đi. Thai đó là của ai vậy? Sao Ngọc không trả lời? Chuyện qua rồi, tôi không muốn khơi lại. Nếu tôi nói thật sự thì Thủy Trúc có tha thứ cho tôi không? Chuyện này làm sao tôi có thể trách Ngọc được? Tôi cũng không ngờ lòng người thay trắng đổi đen mau quá. Miệng nói vậy nhưng hành vi lại khác. Thủy Trúc đừng trách anh Phúc. Tôi không trách ai hết. Số đẩy đưa như vậy mà thành ra hay. Tôi không còn áy náy khi quyết định. Trúc quyết định chuyện gì? Ủa, đáp hỏi ai vậy Trúc? Má Thi hỏi cưới tôi đó Ngọc. Ngày cưới Ngọc với bạn bè nhớ tới dự nha. Trời, sao Trúc có thể lấy nó được? Sao lại không? Thi là con trai, không bệnh hoạn gì. Có những người tưởng là xấu nhưng khi sống chung sẽ trở thành người tốt. Ngọc không phải lo sợ cho tôi. Thôi tôi về nha Trúc. Ngọc về nhớ dưỡng thai nhi. Anh Phúc sẽ là người cha tốt. Ngọc đừng nghĩ đến chuyện phá thai nữa nghe. Ừ, tôi về. Chào chị. Thi, sao mày không xuống? Đám hỏi mày chứ bộ đám hỏi tao sao mày không chịu xuống? Vô thay đồ lẹ đi con. Không. Dạ chào anh. Yêu thương mưa nắng, xin chờ nhau tháng ngày. Tay trong tay nhau, theo vòng xoay xứ trắng. Dòng đời như con sóng, sao cứ lao đao. Tìm lại mùa xuân trong tình người. Tình yêu như trăng sao ta mãi chờ. Dù nhiều phong ba ta vẫn yêu người. Yêu em yêu sứ trắng, trắng trong tình yêu này. Lòng ngoài lòng có yêu nhau không? Yêu em yêu sứ trắng, nở hoa miền đất này. Lòng nhu lòng yêu như trăng sao ta mãi chờ. Dù nhiều phong ba ta vẫn yêu người. Yêu em yêu sứ trắng, trắng trong